đâu phải. Ông bà thấy đường ngoài sao không đi? Ông đi chơi bộ đạm làm gì? Nếu không đi đường tắt thì đi tới tối cũng chưa tìm ra vị trí đích thực của kho báu. Đừng có hỏi nữa, đi thôi. Sao tụi bay không đi? Tụi bay sợ cái gì hả? Đi, nhanh lên. Đi, nhanh lên. Lên mày. Mày không động lòng trước cái chết của họ sao? Cẩn thận đó. Tụi mày đứng yên đó. Lộn xộn là tao bắn á. Cô bức xúc như vậy chỉ thiệt thân thôi. Tôi chỉ lo cho cô thôi. Nhưng mà người tiếp theo có thể là chúng ta đi nè. Anh có hiểu không? Giờ chuyến đi này với tôi không còn ý nghĩa gì nữa. Không có ý nghĩa nào hết. Cô bình tĩnh đi. Chắc chắn là vậy. Dù ba thấy có lạnh lùng, không mảy may xúc động trước cái chết của đàn em, thì cũng có thể nhận ra không phải cái gì hắn cũng biết. Hắn không có biết đâu. Vì vậy mọi thứ vẫn có thể xảy ra. Tôi cũng biết như vậy. Nhưng mà bây giờ muốn về nhà thì phải im lặng tính kỹ, phải chờ đợi cơ hội. Và quan trọng là hai đứa phải đoàn kết. Cô hiểu chưa? Đi. 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 Đi đi. Đi lên. Đi đi. Đi. Có gì tôi sẽ nói sao. Thôi đi. Em cứ lo nghĩ như vậy hoài. Bệnh chưa mà con? Nếu em bệnh mà tụi nó được trở về an toàn thì em cũng chịu. Em đừng có nói chuyện gỡ như vậy được không? Còn biết nói gì bây giờ? Có tin tức gì chưa anh chị? Anh Phong. Anh. Ngồi đi anh. Liệu có tìm được ông Năm hay không? Chứ ông đi một ngày trời rồi, không có tin tức gì hết. Hay là tụi nó bị tai nạn, nó chết rồi? Trời trời trời, chị đừng nói xui xẻo vậy. Rủa chuyện xảy ra vậy rồi sao? Trời ơi, nếu mà con tôi có mệnh hệ gì, tôi sống sao đây? Anh xin em, đừng có làm người khác rối trí nữa. Chị bình tĩnh lại đi. Chuyện đâu còn có đó. Em chào anh. Chào chị. Mày, vô đây, vô đây. Dạ. Hả? Chuyện sao rồi? Sao rồi anh? Cho em uống miếng nước. Chị, chị xem cái này. Cái gì đây? Trời ơi, cái áo của ông Hải, áo ông Hải của ông tôi mà. Con tôi sao rồi hả? Bình tĩnh, anh. Bình tĩnh. Mày tìm mấy thứ này ở đâu? Dạ, em thấy. Ở đâu? Ở đâu? Ở nhà ông bà thấy. Ông hẹn bà con tới cúng,
và con ngày đẹp. Mà ông thấy, em cũng có chút việc muốn hỏi. Mà tới nhà vắng tanh nè, mà tìm được mấy cái thứ này, mà như là không phải chỉ có đồ của thằng Hải, mà còn có đồ của con Cát Trắng. Có lẽ còn ba đứa nữa. Mà sao tụi nó ở nhà ông ba? Rồi ba đưa tụi nó đi đâu rồi? Trời, em cũng đâu có biết. Nghe nói ông đã rời nhà đi 3-4 ngày nay rồi. Chẳng lẽ điều đó đã xảy ra? Chuyện gì? Diệu Triệt. Ừ? Gia đình em cũng lên bờ mằn ăn sau hai cái chết trong 2 năm liên tiếp của ông nội thằng Hải và ông nội thằng Biên á. Nếu lần ra khơi đó mẹ tôi không trở bệnh nặng, tôi chắc cũng có mặt trên con tàu bị đắm đó. Có lẽ giờ này đã có kết thúc khác rồi. Thôi vô đi. Rồi, vô. Phong, ủa, sao lâu này luôn đi con. Phong, làm ly đi chứ. Dạ thôi, lát nữa thường về chắc còn đưa cá lên bờ nữa. Uống một ly đi cho nó sung lên Phong. Bữa nay rượu mạnh chú ba uống ít thôi nha. Các anh uống 10 á thì em cũng phải uống 5-6 chứ. Mời các anh. Em mời anh. Mời. Vô. 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 Năm nào mà đi biển cũng được như năm nay thì đỡ quá ha. Biển không phụ lòng người đâu. Lát nữa tôi tính tất cả lên dinh cậu thắp nhang tạ lễ cầu cho vụ sao. Rượu sai có đủ sức lên dinh không? Lên được chứ sao không. Thôi để khi khác. Ngập mùi men á mà lên chốn linh thiêng á nó không có thành kính đâu. Thôi vô đi. Rồi vô. 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 Phong ăn đi. Ngại gì không biết nữa. Tôi không thể làm như lời ông nói được. Nếu có được kho báu, chúng ta sẽ đem chia cho mọi người trên đảo. Ông không thấy ở đây có nhiều người không có cái ăn, không có giải mạc. Chúng ta giàu có thì có ích gì đâu, khi người khác phải bần hàng. Dùng tiền đem cho người khác là ngu xuẩn. Ông có thể cho được mãi không? Dùng tiền biến dân nghèo thành nô lệ, để đám nô lệ đó phục dịch cho chúng ta suốt đời. Tôi và ông sẽ làm bá chủ của hòn đảo này. Không. Ông muốn thì ông cứ làm. Còn tôi thì không. Chẳng thà tôi hủy tấm bản đồ này đi, để tất cả trở lại như xưa. Nếu ông còn muốn chúng ta là bạn, thì ông hãy từ bỏ ý định đó đi. Ê, nè, ông... Đó là sự sắp đặt của số mệnh rồi. Anh cũng đừng áy náy nữa. Nhưng bây giờ không còn nhiều thời gian nữa đâu. Chúng ta phải đi liền mới được. Anh về chuẩn bị đi. Sáng ngày mai chúng ta sẽ lên đường. Vậy tôi về nghe. Dạ. Em đi cùng hai anh nha. Cảm ơn anh. Nhưng đây là việc gia đình của chúng tôi.
anh đã tìm được tung tích của tụi nó là giúp chúng tôi nhiều lắm rồi. Dạ, chào anh chị. Uống đi, lấy sức mà đi. Ông chủ tao nói á, sắp tới nơi rồi đó. Cô nhớ chưa? Ê, khoan đã, khoan đã. Sao vậy? Đừng uống. Nè, sao tự nhiên hôm nay mày tốt với tao vậy? Tại tụi mình tìm báo báo cho tụi nó, nên tụi nó tốt với mình. Ông muốn gì nữa đây? Mày tin tụi nó hả? Nó định hạ độc thủ tiêu chúng ta đó. Cái gì? Sao? Tao nói không đúng hả? Hả? Xem này. Mày định làm sao? Mày định giết tụi tao hả? Mày nói gì? Tao không hiểu. Mày nhìn đi! Ông chủ tao đã tới được thông báo. Tụi mày trở nên chưa tác dụng. Không giết. Thì để làm cái gì? Thằng chó! Lùi lại! Thằng chó! Chắc chắn là tôi bà thấy sẽ đi theo hướng ngọn núi đằng kia. Chúng ta sẽ lần theo dấu vết của hắn. Mày yên tâm đi. Không được đâu. Chắc chắn là chúng đã thấy. Chắc chắn là chúng đã nghĩ chúng ta đã chết. Cho nên là sẽ không đề phòng. Trời cũng tối rồi đó. Mọi người bình tĩnh đi. Tụi nó không phải nghĩ đâu đó. Tìm chỗ trốn đi. Khoan đã. Trước khi bám được tụi nó, tôi còn muốn làm một gì? Tao hiểu mà. Mình đi. Thank you.
Chắc chắn. Cô ở đây. Tôi đi lấy nước. Thôi, cứ để họ yên tĩnh đi. Tôi sẽ đi cùng anh. Dù sao cũng phải kiếm thêm thức ăn mà. Thôi được. Lúc trước kia tao đối xử tệ bạc với nó lắm luôn. Đại ca, đừng có nói như vậy. Nếu không, nó đã không xả thân gì đại ca. Cuối cùng rồi, tôi và anh cũng không nghe lời người lớn, đi vào khu rừng bất khả xâm phạm. Hình như tụi nhỏ mới trước hay sao đó, không cần nói gì với mình hết. Dù sao tôi với anh cũng thực hiện được điều muốn muốn và sự liều lĩnh hồi nhỏ. Tôi cũng vậy, hy vọng mọi việc chưa quá muộn. À, hôm qua ba thằng Biên á có qua gặp tôi hỏi tin tức về tụi nó. Tụi nó đi Tôi với anh sẽ nói chuyện với ông, khi nào đưa được tụi nó trở về an toàn. Anh nói cũng phải, nhưng mà anh còn nhớ cách vượt qua đầm lầy không? Tôi và anh trở lại thời con nít chơi trò mạo hiểm, nhưng phải phối hợp để thành công. Chắc chắn rồi. Anh, cây súng này ở đâu ra vậy? Đã từ lâu rồi, anh không nhớ nổi nữa. Sao lại phải cần cây súng vậy anh? Anh để phòng thân thôi. Anh à, anh làm như là đi bắn nhau không bằng vậy đó. Anh đi phải bảo trọng nghe không? Chứ em thì em thấy lo quá. Có anh Phong đi chung với anh mà, em yên tâm đi. Em ở nhà hãy coi để ý chăm sóc khách sạn, Hải về nó sẽ quản lý. Em biết rồi. Mà anh đi đường phải giữ gìn sức khỏe nghe không? Thuốc men nè, em đã chuẩn bị đầy đủ hết trong đây rồi nè. Em yên tâm đi, tụi anh lo được mà. Rồi, nhớ mang theo nghe không? Không còn cách nào khác sao ông? Tụi tôi đi, rồi sớm đưa tụi nhỏ trở về mà. Ông, tôi thấy vậy nè. Không ý ông cho tôi theo cùng đi, tôi không làm vướng chân ông đâu. Đâu có được, bà phải ở nhà chuẩn bị đón con trở về chứ. Ông không muốn tôi đi cùng nên ông lấy lý do đó chứ gì. Không phải vậy đâu,
Mà chuyến đi lần này của tôi á, lành ít dữ nhiều. Bà đừng có lo, tôi đi con Thắng đi cùng, không có chuyện gì xảy ra đâu. Ông đi á, cẩn thận, chứ ruột gan tôi rối bời hết trơn hết trọi à. Bà thiệt, lúc nào bà cũng lo, tôi lớn rồi, đâu còn là con nít nữa đâu. Ông nói vậy thì thôi, đi á, có gì gọi điện về cho tôi, rồi ráng mà về sớm. Ông đi lâu quá, tôi đau tim tôi chết đó. Bà, nó bậy nữa rồi. Bà yên tâm đi nha, tôi đi sẽ cố gắng về sớm. Có thuốc á, tôi bỏ trong đây nha. Có gì lấy uống. Tự nhiên tôi thấy nhớ cha mẹ tôi quá không? Chắc giờ họ đang lo lắng lắm. Cô sao vậy? Nè, cá tôi nướng không ngon hả? Không có. Tôi cũng giống cô mà. Thực ra thì từ lúc tôi tốt nghiệp tới giờ, tôi chỉ gây ra toàn rắc rối và muộn phiền, và lúc nào cũng làm cha mẹ tôi lo lắng cho tôi. Anh mà cũng tự nhận mình có lỗi rồi sao? Nếu như mà cậu ta không chết, chắc là tôi vẫn còn muốn đi nữa. Chỉ khi những người thân yêu ở bên cạnh mình đi xa mình, thì mình mới trân trọng những phút giây ở bên họ. Chỉ có ông ba là độc ác thôi. Cô nói như thể muốn giết ông ta vậy. Không được đâu. Anh nói cái gì vậy? Tôi nghĩ người như ông ta không được sống yên ổn đâu. Mình không muốn giết ông ta, nhưng có hai người là muốn giết hắn đó. Tự nhiên bây giờ tôi không thấy cái anh Biên nữa. Nó yêu cô mà, sao cô không đón nhận? Nè, anh nói gì lạ vậy? Cô nói thiệt đi. Cô không biết thiệt, hay là cô cố tình che giấu cảm xúc của mình? Anh hỏi con tôi ấy hả? Cứ cho là vậy đi. Dù gì á, thì tình cảm nó dành cho cô á cũng là chân thành mà. Nè, không lẽ cô đã có người khác? Có chứ, nhưng mà ở xa đây lắm. Xa lắm không?
ngồi xuống nướng tiếp đi. Ờ. Nè, làm gom đi cho ấm. Cảm ơn anh. Ba chuẩn bị kỹ quá, không đem theo không được. Ba nhà tôi cũng vậy, phụ nữ thường hay cẩn thận mà. Mất sống rồi. Hèn gì liên lạc tụi nó không được. Cũng khó tìm được phương hướng tụi nó đi. Đành phải chờ tới sáng. Nếu như đi đông người, chắc chắn sẽ để lại dấu vết ở trên đường. Anh còn nhớ đống lửa bên bờ biển không? Lúc đó tôi mới chuyển về cái đảo này. Tôi may mắn gặp được bác hai, giúp đỡ, trở thành bạn tàu, ra khơi đi đánh cá. Làm sao tôi quên được? Lúc đó, thật sự đối với tôi là một cực hình. Tôi thích học văn hóa hơn, chứ tôi không thích nghề đánh cá cực nhọc. Nhưng mà ông đâu quan tâm tới mấy chuyện đó đâu. Cho tới bây giờ, tôi vẫn còn ân hận vì không thể tiếp tục làm rạng rỡ nghề đánh cá của gia đình. Tôi nghĩ dưới suối vàng, bác hai cũng hiểu và thông cảm cho ông mà thôi. Ở cuộc đời mỗi người đều có những bước ngoặt quan trọng mà. Nhưng tôi nói thiệt, kể từ ngày mẹ con cá trắng mất đi, tôi lo sợ nhiều thứ lắm. Sợ nhất là bão biển. Tôi sợ ngày nào đó tôi mất đi, con cá trắng nó sẽ sống bơ vơ một mình. Tất cả đều là số mệnh. Nếu không thì anh không có ngồi ở đây. Nhưng nếu cho tôi chọn lựa lại, tôi vẫn muốn cùng bác hai, cùng anh em bạn tàu đi ra khơi đánh bắt cá à. Ê, cái gì vậy? Chẳng lẽ thú? Để tôi ra xem. Cẩn thận đó ông. Thấy gì không? Chắc là có một con thú đi ăn đêm. Nếu đi đông người, chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Chắc vậy rồi. Nhưng mà trời tối quá, biết đường đâu mà kiếm. Tạm thời mình nghỉ ngơi đi. Sáng mai á, mình lên đường tìm tiếp. Đúng không?
Tao đã đuổi nó đi, giờ nghĩ là không còn anh em gì nữa. Nhưng cuối cùng nó cũng quay lại và đi với mình cho tới bây giờ. Nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi. Tôi không tin đâu tụi mày chịu chuyện này. Đại ca đừng có nói như vậy. Đã là đàn em của đại ca thì cho dù đại ca không muốn, tụi em cũng sẽ đi theo. Còn chuyện chết thì có ai muốn đâu đại ca. Chắc bây giờ ba mẹ tao đang ở nhà lo lắng lắm. Nhưng mà điều đó thì không đáng sợ bằng nam chủ nào tìm đó siết nè. Tụi nó đã hứa sẽ chờ đại ca tới trả nợ mà. Tao cũng mong là tụi nó giữ lời hứa. Bây giờ tao càng phải giết ba thấy, càng phải tìm được Ngọc để bù đắp được một phần nào đó cho gia đình của thằng Quốc. Liệu mình có thoát ra được khỏi đây để trở về không đại ca? Bây giờ anh phải kết hợp với tụi nó thôi. Mày cứ chờ ở đây, tao sẽ được xét mày về. Mày có nghe thấy gì không? Qua tới bên kia là biển. Mày cầm lấy dạ. Coi đi. Em thấy rồi ông chủ. Không khí ở đây mát mẻ, trong lành vô cùng. Kẻ chôn giấu kho báu đúng là biết chọn chỗ. Quảng,
Bày tìm quanh đây có khe đá đào không? Mày nghĩ gì đó? Em bị lo. Tụi nó chết hết rồi. Làm sao chúng ta tìm được kho báu? Mày thiệt ngây thơ quá. Tụi nó chết rồi thì tao còn có cái này. Ông chủ, theo ông chủ bao nhiêu năm rồi, em không có tham vọng lớn. Chỉ mong ông chủ cho em chút kho báu để xây căn nhà khang trang cho mấy mẹ con nó ở, khỏi đi đánh cá nữa. Chuyện nhỏ, với mày tao sẽ không tiếc tài. Ông chủ, thật không ngờ ông chỉ là loại người tham lam, lòng đang chạy sói. Tao cũng muốn giúp mày thực hiện một ước nguyện đơn giản, nhưng không ai được quyền biết kho báu này ngoài tao ra. Dù sao mày cũng trung thành theo tao. Sau khi có được kho báu, tao sẽ dính ra một phần nào đó bù đắp cho vợ con mày. Báu này là của tôi. Tôi mới là chủ nhân của báu, chứ không phải ông. Có gì đằng kia không? Cái mộ này còn mới, mình hãy tìm xung quanh coi có gì khả nghi. Giống mộ quá. Rồi vẫn còn lắm, chắc người ở đây mới đi. Đây kia. Đây. Chính tay tao không giết được ba tháng để trả thù cho mày. Dù sao thì hắn cũng chết rồi mà đại ca. Chắc chắn
Đây. Để ta.